Hôm nay trước tiên trân trọng tán dương công đức của toàn thể quý Phật tử đã đầy đủ thắng phước trở về Tam Bảo Thiên Hòa Ni Tự tham dự buổi lễ tắm Phật và khóa tu Bát Quan Trai. Nhất là hôm nay quý vị nào được phước duyên lại 100 vị Phật này, quý vị được nhân duyên phước tướng tu riết, sẽ được nhân duyên phước tướng bốn răng trắng nhất mà lớn. Con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. Xin tràng pháo tay tán thán công đức quý vị. Đây có hai ý: ý thực tế và ý tâm linh. Ý thực tế là như thế này: tướng bốn răng trắng nhất mà lớn. Rồi, như vậy bốn răng trắng nhất mà lớn có hai ý: ý thực tế khi quý vị cười ra, quý vị thấy bốn cái răng nào mà trắng nhất mà lớn, tại vì bốn cái răng đó mà cười ra là ăn tiền á, là quý vị biết quý vị có phước duyên nhiều đời nhiều kiếp từng tôn kính Phật, từng lại Phật ha. Tướng thực tế là quý vị nhìn vào một người nào, bản thân mình hoặc người nào mình thấy có bốn cái răng trắng nhất mà lớn, là bốn răng cửa đó, là quý vị biết đó là cái phước tuyệt vời. Mà trắng lớn nhưng mà không phải là hô, không phải là vảo, mà là răng đẹp nhé. Bởi vì đây là tướng của Phật, không có Phật nào hô trơn á. Tướng bốn răng trắng nhất mà lớn. Về dòng tâm linh ha, về phần thực tế là mình biết rồi, bốn cái răng đó mà trắng nhất và lớn là bốn răng cửa, không? Nếu mình không có bốn cái răng đó, răng của mình nó nhỏ xíu và nó không có trắng mà lại nó không có lớn, thì có nghĩa là khi mà bốn cái răng cửa đó còn ẩn ý điều gì biết không? Tại vì răng tóc là gốc con người, mà răng bốn cái răng cửa đều đẹp tốt như vậy, trắng và lớn như vậy, trong bốn điều này một người mà quý vị biết về tâm linh nhé, một người mà trong cuộc đời này quý vị từ sống, lúc sống mà tới lúc ra đi, mà quý vị sống thì hạnh phúc mà chết thì an lành, với quý vị phải đạt chuẩn bốn điều này là biểu hiện của bốn răng trắng sáng nhất và lớn đấy. Thứ nhất, sự nghiệp tiền tài trong lúc sống mình có đạt chuẩn được. Sự nghiệp tiền tài, hả? Sự nghiệp là phải có tiền, mà sự nghiệp tu là phải có phước ha. Thứ hai là trong lúc sống là người đó có sức khỏe, khỏe về thân và khỏe về tâm, khỏe về não và khỏe về thân luôn. Chứ không phải mà cơ bắp khỏe mà cái não không có khỏe là cũng không ok. Và điều thứ ba là về bạn bè tốt, giao tế tốt, phước về bốn cái phước, bốn cái phước, tại bốn cái đó là biểu hiện bốn cái phước của mình. Phước thứ nhất là phước về sự nghiệp tiền tài, phước thứ hai về phước về sức khỏe, phước thứ ba là phước về tình cảm, giao tế, nhân duyên ha. Phước thứ tư là phước về gia đạo hạnh phúc. Trong cuộc đời này mà quý vị đạt chuẩn được bốn điều đó trong cuộc đời này thì coi như là một người rất rất hạnh phúc khi sống cũng như khi ra đi. Nhưng mà trong bốn điều đó thì liên quan đến việc gọi là nhân quả. Bởi tại sao? Tại sao khi mà quý vị vô, quý vị thấy trong chùa của mình á có thờ Đức Phật Tứ Diện Nhân Quả Phật. Tất cả trong cuộc đời này khi con sống là luôn luôn ai cũng cần bốn cái phước đó. Nếu mà ai nói không cần bốn phước đó là không bao giờ, đúng không? Tại vì sống là phải có sự nghiệp, mà sự nghiệp là liên quan tới tiền bạc, đúng không? Mặt thứ nhất á, tứ diện nhân quả Phật á. Và trong bất cứ một vị Phật nào khi thành Phật thì nè, tướng bốn răng trắng nhất mà lớn mình chẻ ra để mình phân tích nha. Nè, trắng nhất mà lớn. Lớn là sao? Rộng, đại mới gọi là lớn, không? Mà trắng thì có nghĩa là sạch, chân thật. Vì vậy cho nên tướng bốn răng trắng nhất mà lớn còn biểu hiện cái gì nữa? Thứ nhất,
một người thường suy tánh lễ Phật, thường tôn kính Phật, hoặc một vị Phật nào mà tu thành Phật, hoặc nếu mình nói Phật thì hơi sâu xa, mình đang nói về những chúng sinh sắp sửa tu theo Phật để tiến lên của Phật. Quý vị thấy lúc nào một đức Phật nào hoặc đến cửa chùa luôn luôn bốn cái điều nè, bốn cái cửa để vô giúp cho chúng ta vô nè: từ, bi, hỷ, xả. Còn biểu hiện của bốn cái răng đó ha. Thứ hai là từ, bi, hỷ, xả. Khi mà chúng ta lại Phật thường xuyên, thường xuyên, từ là gì? Từ là hiền. Bi là gì? Bi là biết thương người. Hỷ là gì? Hỷ là làm mọi việc rất quan hỷ vui vẻ. Xả là gì? Xả là trắng nhất đó. Trắng nhất mà lớn. Bởi vì cái gì xả có nghĩa là chúng ta không có chấp trước bất cứ điều gì. Thì trắng nhất mà lớn còn biểu hiện về cái phần đại phước đức. Cho nên một người mà đại phước đức thì sao? Người đại phước là gì? Người đại phước là người sống có niềm vui và không có sự ràng buộc của bất cứ một cái pháp thế gian nào hết. Thí dụ như con tự do về tài chính, có nghĩa là con xài tiền con không phải suy nghĩ. Và con tự do hạnh phúc, đại phước về sức khỏe là con có sức khỏe để con lại Phật. Khỏe về thân, khỏe về não, khỏe về tâm luôn, chứ không phải là chỉ là khỏe về cơ bắp không, mà cái sự nhận xét mình không có trí tuệ cũng không có khỏe, mà khỏe về não luôn, đúng không? Và ngược lại là không đại phước, mà đại phước có nghĩa là trắng nhất mà lớn. Rồi bây giờ mình nói về cái phần sự nghiệp. Bốn răng cửa trắng nhất và lớn. Thứ nhất, một vị Phật lúc nào cũng phải đạt chuẩn về sự nghiệp. Sự nghiệp tu tập. Nếu ở ngoài đời là quý vị có sự nghiệp về tiền tài hả? Sự nghiệp, người đó có sự nghiệp tức là người đó có tiền, đúng không? Người đó tạo dựng sự nghiệp được có nghĩa là đi theo, nói tới sự nghiệp là phải có tiền bạc. Rồi trong đạo, sự tu tập là sự nghiệp tu tập. Họ nói sự nghiệp thì có nghĩa là phải có được phước báo. Thì sự nghiệp là gì? Một người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì quý vị biết bốn cái răng đó nha, bốn cái răng đó, làm sao để đạt chuẩn bốn cái răng đó? Bốn răng trắng nhất mà lớn. Thứ nhất, một người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật. Thầy đối quý vị, khi con cuộc đời này con mất hết tất cả, con không còn gì cả, thì làm sao để con đứng lên nào? Cuộc đời này con mất hết tất cả, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, sức khỏe, nói chung là cái gì cũng mất hết. Thì khi con mất hết tất cả, con làm sao để con đứng dậy? Bằng cách nào? Bằng cách nào? Bằng cách lại Phật. Lại Phật giúp cho con tụ phước rất là nhanh. Chỉ có con đường lại Phật giúp cho con lấy lại thân bằng của thân và tâm. Vì vậy, khi nói đến sự nghiệp phải không? Mình phân tích ra, nếu ở ngoài đời con làm ăn thất bại là không có tiền, không có sự nghiệp, lại Phật cho thầy, tự nhiên tụ phước lại, làm ăn may mắn tới, tụ phước lại thì tự nhiên có sự nghiệp, mà có sự nghiệp là sẽ có tiền. Rồi, nói về tu tập. Khi cái sự tu của con mà nó tuột làm cho con bị đổ nghiệp thì coi như sự nghiệp của con nó tan tành, sự tu á tan tành. Mà đổ nghiệp thì tự nhiên phước nó không còn. Thì bằng cách con phải cố gắng lại Phật để con tụ phước lại. Nha. Sức khỏe không có, con lại Phật, lại không được thì xá. Lại Phật để làm chi? Để con tiêu được cái nghiệp sát sinh. Và con biết được con, khi mà con lại Phật á, tự nhiên trong lòng của con rất thích ăn chay. Và ăn chay làm cho con đỡ sát sinh. Vì vậy trên con để phục hồi được sức khỏe. Cho nên tất cả các bệnh, bệnh về thân á, mà có là do nghiệp sát sinh mình nhiều đời nhiều kiếp, nhiều quá.
Cho nên nhiều khi kiếp này mình không có giết hại, nhưng mà nhiều kiếp mình đã từng ăn con này con kia. Ví dụ như cá lòng tông mà ăn lặn rỗ, thì cá bự thì ăn một con, mà cá lòng tông cho ăn lần mà một núm vậy thôi là 100 con rồi, đúng không? Vân vân, nhiều thứ lắm. Nhiều khi á, cái thọ giới bát quan trai không sát sinh, con lớn không sát mà con mũi làm cái bếp là 3 con dính chụp, đúng không? Đó, vân vân, nhiều thứ. Rồi nhiều khi, nói chung là vân vân, nhiều cái lắm. Vì vậy cho nên cái lớn mình không thấy, mà cái nhỏ mà khi mà nhỏ mình phạm là phạm một chùm á, thấy không? Vì vậy là những cái mà con cảm thấy con mất hết tất cả, con phải cố gắng bằng cách nào đó phải lại Phật. Và quý vị biết tại sao khi mà sư bà mất á, từ lúc sư bà mất tới giờ hầu như Phật Quan Âm bắt Huệ Phúc phải lại Phật, lại Phật, lại Phật. Bởi vì chỉ có con đường lại Phật mới sao? Bởi vì khi sư bà mà mất là thầy đã bị đổ về phước rồi, cây phước đã đổ, đúng không? Cây cổ thụ mình dựa đã ngã rồi, bây giờ có sư bà nữa đâu mà dựa. Phải dựa Phật, phải dựa vào sự tu tập. Và sự nghiệp tu tập, sự nghiệp là gì? Sự nghiệp tu tập có nghĩa là mỗi lần mình làm việc phước gì, mình tạo sân cho mọi người tu đến để tu với mình. Bất cứ Phật tử nào đều đến đây tu với mình, gọi là sự nghiệp ha. Và khi mà con tạo được người ta sân tu cho người ta như vậy thì phước con nó tăng trưởng để giúp cho con lấy lại những gì con đã mất. Không phải là lại Phật sư bà sống lại, mà lại Phật để chi? Để cái nơi dựa của con mất thì có nơi dựa thứ hai là chư Phật. Vì vậy cho nên khi mà con biết nè, khi mà chúng ta tận cùng của mất mát, không biết làm sao để đứng dậy, con cứ lại Phật. Chúng ta cứ lại Phật. Lại Phật càng nhiều, con tụ phước càng nhanh. Khi con làm ăn thất bại thì nói là sự nghiệp nha, con làm điều gì cũng xui, con hợp đồng nào cũng bị lỗ, con lại Phật cho thầy. Con tu bát quan trai và con lại Phật ha. Và lại Phật thì cách thầy có chỉ rồi đó, là nhiều thứ lắm, là đại bi nè, rồi phổ môn nè, nhiều thứ lắm, rồi vãng Phật nè, con lại Phật. Thế là mỗi ngày con lại 108 lại thầy chỉ đó, và để những phước báo tài lộc siêu lý trong cái lòng phái đó, đúng không? Lại Phật. Và trong đó bốn cái răng trắng sáng nhất đó còn biểu hiện gì nữa? Nhân duyên. Tại sao chư Phật phải gieo duyên nhiều với chúng sinh? Bởi vì càng gieo duyên nhiều với chúng sinh thì mới có phước báo về nhân duyên. Bởi vậy cho nên hồi sáng có cái phước quy luật về kết nối á, nhớ không? Quy luật thứ 7 á, hồi sáng 7 quy luật còn nhớ không? 7 quy chân của Phật á. Thì một vị Phật không thể rời chúng sinh mà thành Phật. Phải tu với chúng sinh thì người đó mới mau đắc đạo nha. Còn nếu mà người đó nói giờ tu ở trong cốc hoặc tu mà không cần tiếp xúc với chúng sinh thì làm sao con làm phước? Làm sao con chỉ người ta tu? Con chỉ người ta tu càng nhiều thì con mới có phước, đúng không? Rồi, đó gọi là phước về nhân duyên. Rồi phước về gia đạo, hạnh phúc về gia đạo. Gia là nhà, đạo là nhà có đạo đức. Rồi nếu mà một người xuất gia, một người trong chùa tu thì đạo là cái nơi, cái ngôi chùa mà người đó đến tu. Thầy nói về người phần xuất gia, thì những người xuất gia tại sao họ xuất gia họ vui trong khi ở chùa? Bởi vì họ có phước về hạnh phúc gia đạo đấy. Đạo, ngôi nhà đạo pháp, và họ ở trong đó cảm thấy rất hạnh phúc khi được tu. Rồi đó nói về những người tu để thành Phật. Còn nếu chúng ta phước về gia đạo là gia đình của mình phải thật sự là một gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc là sao? Nơi nào tâm ta an, nơi đó chính là nhà. Con về nhà mà cái nhà đó không an, làm cho con không an tâm. Không an tâm về tiền tài, không an tâm về cuộc sống vợ con, không quan tâm về cuộc sống chồng vợ, nói chung cuộc sống mình không có hạnh phúc, mình không về nhà mình cảm thấy mình mệt mỏi, thì đó là con đang không có phước về gia đạo nha. Vậy tướng bốn răng trắng nhất mà lớn còn biểu hiện bốn cái phần về nhân quả. Như vậy thì một cuộc đời này cái gì con cũng thể đổi được, nhưng có một cái con không thể xây dịch được. Thứ nhất nè, về sự nghiệp tiền tài, nếu trong kiếp này con không có sự nghiệp, không có tiền tài,
con lại Phật sanh phước báo, con lại Phật để con tụ phước, để con thành tựu sự nghiệp, mà có sự nghiệp là có tiền. Cũng vậy, khi con tu tập, con thành tựu được sự nghiệp tu tập thì phước tăng. Phước là biểu hiện năm thứ, chứ không phải là tiền không. Phước gồm có sức khỏe, trí tuệ, dung sắc, tài lộc, hạnh phúc, an lạc nữa. Vì vậy cho nên một người tu hoặc một người không có phước về sự nghiệp thì lại Phật ha. Không có phước về sức khỏe, lại Phật riết tội diệt phước sanh, tiêu tội, thì những cái nghiệp sát của mình bớt thì mình bớt bệnh. Nhất là những người nào mà quan gia trái chủ nó đeo rất là nhiều, nhiều đời nhiều kiếp mình phạm cái nghiệp sát, nhiều khi bệnh mà mình đi bác sĩ không khám không ra, lại Phật, lại Phật cho quay phúc là tự nhiên làm cho mình. Thứ nhất, nếu bệnh đó mà quá, và đề thân đó nha, mà quá trời ấy, thì mình thứ nhất, một mình gặp được thầy thuốc giỏi hoặc bớt nghiệp thì tự nhiên bớt bệnh ha. Rồi là mình có thể chuyển được. Thứ ba là về phước dễ gì, cái mặt thứ ba đó. Vì bởi vì cho nên khi chúng ta đến chùa chùa Hiền Hòa đó, chúng ta có Phật tứ diệu nhân quả Phật, cố gắng lại bốn mặt Phật đó để chúng ta nâng cấp phước báo của mình, gọi là bốn răng sáng trắng nhất đó, chứ không phải là mình mê tín gì đoan gì đâu. Bởi vì trong cuộc đời này bốn cái phước đó là hiện hữu, là con có thể chuyển đổi được. Phước về nhân duyên, người ta ghét mình lại Phật, hết nghiệp là tự nhiên hết ghét. Thứ hai là con tăng cái phần, con không có phước về nhân duyên thì con tăng cái phần phước về kết nối. Có nghĩa là sao? Cái mặt mình ai thấy cũng ghét thì mình cố gắng làm sao? Tạo sân cho nhiều người đến tu thì tự nhiên cái phước, cái mặt của mình á, tự nhiên phước có tăng, ai thấy mình cũng cảm thấy thiện cảm. Và nhất là phước về lại Phật ha. Rồi phước về hạnh phúc gia đạo, hạnh phúc nhà của chúng ta không hạnh phúc tu đi, hoặc người nào ở nhà mà bị xào xáo gây lộn gây lạo, một là cái sự thờ cúng của con chưa đúng chuẩn, hoặc thứ hai nữa là con không tôn kính bề trên, hoặc thứ ba con lớn tuổi rồi mà con cũng không biết về tâm linh nữa, cho nên nhiều khi những cái có kết nối không kết nối. Vì vậy cho nên nhiều khi gia đình con lục đục phải xem xét lại, trong bốn đó con có thể sửa đổi được. Nhưng cái định nghiệp thì phải chờ kiếp sau. Là sao? Thí dụ má mình sanh ra bây giờ mình xấu quá, đẹp mình lại Phật thì hiền vậy thôi, thầy không nói là đi thẩm mỹ viện, đó là chuyện khác nha. Thẩm mỹ viện nó 50-50, hết bệnh này ra bệnh kia, nó đẹp thiệt. Nhưng đó không phải là con, thầy nói không đi thẩm mỹ viện luôn, mà con lại Phật. Nhưng mà cái định nghiệp của con nhiều đời, con ganh tị, con đố kỵ thì sanh ra cái mặt con người ta không có ưa, thì không thể nào con lại Phật thời gian mà con như hoa hậu được. Không có. Cái đó là gọi là sao? Mê tín dị đoan. Không có. Nhưng mà sao? Con hiền hơn. Rồi, đó là bốn cái đó, về phần đó. Phần thứ hai là khi một người không có từ, không có bi, không có hỷ, không có xả thì con lại Phật. Và một người nào giữ cỡ nào lại Phật thời gian, tự nhiên lòng từ gọi là hiền. Và mắt của Đức Phật, tại sao một vị Phật đẹp? Bởi vì mắt của Phật rất là từ. Thí dụ như Phật Quán Thế Âm Lộ Thiên, người ta vẽ Đức Phật, nếu mà người ta vẽ mà mắt của Phật không từ là coi như là con vẽ sai rồi. Bởi vì tất cả chư Phật có cặp mắt rất là từ nha. Và từ là hiền, cho nên một người nào biết tu tự nhiên từ từ hiền. Và nhất là những người nào hồi đó giờ ăn thua đủ với người ta, cứ xách cuốn kinh lại cho vài phút rồi, lại thời gian con hiền queo á, hiền queo luôn á, là con biết tu á. Nhưng mà con không có ngu, tu chứ không có ngu, biết hết á, tu chứ không có ngu nha. Chuyện đó nó phải là lại Phật. Hồi lúc đó con thông minh, con ăn thua đủ, giờ con lại Phật, cái ai nói thì con không biết. Không có, biết hết nhưng không nói. Tu chứ không có ngu, nhớ điều đó nha. Là từ là tại sao bước vô cửa chùa người ta hay để chữ từ bi hỷ xả, mà cái chữ từ bi hỷ xả luôn luôn gắn với hình ảnh của Phật rồi, đúng không? Phật tử thì tu riết phải có từ bi hỷ xả, mà Phật thì phải có từ bi hỷ xả mới làm Phật,
đúng không? Mà từ bi hỷ xả, răng trắng nhất mà lớn, lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Tại vì răng là gốc, răng tóc là gốc con người, là nói về cái tâm. Mà lòng từ con bao la bao nhiêu thì con mới là đại phước. Bởi vì cái chữ kế tiếp là gì? Trắng mà trắng nhất mà lớn nữa, có phải là đại không? Đại phước không? Vì vậy cho nên từ là hiền, con giữ thì cỡ nào con lại Phật thời gian hiền queo ha. Rồi bi, bi là thương người, con lại Phật thời gian là lòng con cảm thấy thương người. Bởi vì mình lúc đó cái tâm Phật của mình á, nó trỗi dậy. Và sao? Mình giống Phật, lại Phật đi giống Phật à. Và sao? Bi là sự thương người, thương mà có trí tuệ nha, chứ không thương mà thương ngu ngơ đâu. Thương có từ bi mà có trí tuệ á ha. Rồi hỷ, hỷ là làm mọi việc con hoan hỷ, và con hoan hỷ nhiều cỡ nào thì tự nhiên con được thành tựu phước báo. Và con biết chữ ba la mật là gì không? Ba la mật là một sự tuyệt vời. Ba la mật là còn tương đương với chữ ta bà ha. Mà tại sao con trì chú đại bi nó có chữ ta bà ha, và con trì chú đại bi thường có thành tựu mọi việc? Bởi vì trong đó có chữ so ha là ta bà ha, mà ta bà ha là thành tựu, thành tựu, thành tựu. Mà ta bà ha là cái gì? Cái bà đó ta bà ha quá, có nghĩa là sao? Là cái chị đó cái gì cũng giúp người ta hết trơn á, hiểu không? Cái chị đó, bà đó ta bà ha, là thấy ai làm cái gì cũng sắn tay vô làm phụ, gọi là ta bà ha, không? Thầy phân tích là chút vậy thôi. Cho nên lòng đại bi con rộng mở bao nhiêu là gọi là ta bà ha rộng mở đó. Là ma ha bát nhã đó, ta bà ha đó là thành tựu bấy nhiêu. Rồi hỷ là sự vui vẻ. Còn xả, xả là gì? Xả phải là xả rác. Xả là con không chấp được, không chấp trước được nữa. Con không thèm chấp gì, bất cứ điều gì con không có chi phối. Thí dụ như là diệt trừ bản ngã, gọi là xả đấy. Hồi đó con ở ngoài đời con là ship, mà vô chùa là ship. Ở ngoài đời con ship sòng, vô chùa là ship re. Ở ngoài đời con là ship, mà vô chùa là con phải ship hàng. Đó là xả đấy ha. Và con làm bất cứ điều gì con cảm thấy ồ, ai xả rác kệ, tôi hốt rác. Ai làm điều gì cũng làm, tôi làm, bởi vì tôi làm là phước của mình, đúng không? Rồi nói về cái phần này nữa. Và bên cạnh đó, quý vị biết răng trắng nhất mà lớn còn biểu hiện điều gì quý vị biết không? Chữ trắng nhất mà lớn. Lớn là đại phước rồi ha. Còn trắng, răng trắng là biểu hiện một cái sự gọi là chân thật đối xử. Vì vậy cho nên một cái công thức mà của cuộc đời này mà để con thành tựu bền vững trong tất cả các điều á. Thứ nhất, con làm điều gì nè, trắng nhất. Ủa, con từ là con hiền thiệt, chứ không phải con hiền giả bộ, không? Con bi là thương, từ bi, bi là thương, thương thiệt, chứ không phải thương cái vỏ, phải nịnh thương. Rồi, sao nữa? Rồi, hỷ, xả là sao? Trắng nhất mà lớn còn biểu hiện công thức là chân thành cộng với minh bạch cộng với công bằng và một bằng có sự tâm trong sạch quân tử. Mà con phát triển được bốn điều này là con sẽ phát triển được bền vững tất cả về sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe, giao tế, hạnh phúc. Bởi vì trong cuộc đời này nè, trắng nhất mà lớn, con làm điều gì mà lòng con chân thật là con lấy điểm không? Không. Thứ hai, con làm điều gì mà có tính minh bạch, không mập mờ. À, người ta cúng nhiều là con phân luồng ra ha, hoặc con làm điều gì minh bạch, không có giấu giếm điều gì hết. Bởi vì tâm mình trong sạch mình mới minh bạch được. Còn tâm mình không trong sạch là che giấu, mà che giấu thì u ám, không? Mà minh bạch thì là sáng sủa. Vì vậy cho nên chân thành cộng minh bạch cộng với gì? Công bằng nè, trắng sáng nhất. Vì vậy cho nên quý vị thấy một người nào mà có tố chất để gieo nhân gì để được răng trắng sáng mà lớn nè. Thứ nhất là làm mọi điều con phải chân thành. Thứ hai là con phải minh bạch. Con thấy người nào mà chân thành minh bạch là người đó đã có cái tính quân tử trong đó. Thứ ba là tâm trong sạch quân tử. Có nghĩa là quân tử là sao?
không chơi ghét người ta, người đó là người đó chơi được, chơi đẹp á. Rồi thứ tư nữa là công bằng, không phải nhất là những người mà có tâm đạo tâm á, người ta không phải so đo về tính toán từ ly từ tí, mà tất cả là sao? Công bằng là gì? Một việc con làm điều gì soi bằng nhân quả. Vì vậy cho nên tất cả mọi việc là luôn luôn làm đúng nhân quả, cho nên y vậy là con rất là phát triển ha. Rồi thứ hai nữa quý vị, bốn răng trắng nhất mà lớn. Điều này nè, thật ra không phải là Phật xuất hiện trước cách đây trên 2000 mấy trăm năm rồi ha, nhưng mà Huệ Phúc nghĩ nè, tướng bốn răng trắng nhất mà lớn về cấp độ tu tập, bây giờ người ta hay nói chữ 4.0 đúng không? Quý vị biết 4.0 là gì không? Biết không? Phật tử biết 4.0 là gì không? Ai biết 4.0 là gì đưa tay xem. Rồi thầy sẽ bắt đầu từ 0.0 nha. Sự tu tập thứ nhất 0.0 là gì? 0.0 nếu mà nói về con người lúc mà thời 0.0 là lúc đó chỉ có loài người thôi. Và ăn thì sao? Ăn sống, chưa nấu ha. Thầy phân tích từ từ. Rồi tới thời kỳ 1.0 là nó liên quan, nâng cấp lên là lửa, ăn biết nấu chín, hết ăn sống, gọi là 1.0. Rồi nâng cấp nữa, thời kỳ 2.0, mình biết về mình nói, chiều nay mình nói cho chồng mình nghe, hoặc là bạn mình nhà chưa tu á, về biết mình nói chứ ha. 2.0 là gì? Liên quan tới nước. 1.0 là liên quan tới lửa, ăn là biết nấu chín. Còn 2.0 là liên quan tới nước. Thí dụ là sao? Là bắt đầu không uống nước dơ và biết lọc nước, biết dùng nước nào để biết tạo hơi nước. 2.0 là biết tạo về hơi nước, quạt hơi nước của đó ha. Hoặc là nói chung là biết uống nước và uống nước sạch, chứ không uống nước dơ nữa. Và nước mà tồn tại được là trong cái con người của mình có khỏe là phải uống nước, mà uống nước sạch kìa ha. Rồi thời kỳ 3.0 là gì? Thời kỳ 3.0 là thời kỳ biết gì? Về thời kỳ điện, đúng không? 3.0 là phải liên quan tới điện, 2.0 là chưa có điện, chỉ có nước thôi, mà 3.0 là điện, mà điện này là điện tử, là bắt đầu có xài điện thoại cù bắp rồi đó, alo, nhưng mà chưa có internet ha. Rồi có internet nhưng mà thật ra là kết nối người với người là có điện và biết kết nối người với người. Rồi 4.0 là gì? 4.0 mà có điện, mà điện là điện sinh học, có nghĩa là có internet. Nhiều khi con cách xa từ đây qua bên Mỹ mà con vẫn được thấy mặt người ta, chỉ cần con mở FaceTime lên là con thấy mặt liền, hoặc vân vân nhiều thứ. Và bây giờ quý thầy đâu có cần mà tới một quận đạo tràng để giảng đâu, chỉ cần live stream thôi, con muốn xem thầy nào là coi như là lên mạng là có liền luôn, đúng không? Là 4.0. rồi Huệ Phúc nói lại về phần tu tập nhé, thì sự tu tập của mình bốn răng trắng nhất mà lớn thì cũng biểu hiện bốn điều đó. Thời kỳ tu mà 0.0 nha, thầy nói phân tích từ từ, một người lại Phật là phải đạt chuẩn 4.0 của sự tu tập, chứ không thể là 0.0 được. 0.0 là sao? Là con chưa biết tu gì hết ha. Rồi chưa biết tu, chỉ có hiện hiện vậy thôi, nhưng bắt đầu nâng cấp sự tu. Thầy nói về cấp độ tu nha, cấp độ tu 1.0 là liên quan tới lửa, có nghĩa là khi mà 0.0 thì người ta thấy, hồi xưa đó người ta thấy người tu với người tu, người ta thấy người đó cạo đầu bằng áo vậy là được rồi đó, không, hoặc là người đó nhìn là, nhưng mà có cái hình tướng tu là người ta không bắt lỗi gì hết, là thời kỳ 0.0. nhưng mà nâng cấp sự tu lên thời kỳ 1.0 là bắt đầu có lửa, là sao? Bắt đầu Phật tử soi ông thầy đó có sân không, đúng không?
chứ không phải là coi cái hình thức của ổng là ổng cạo đầu là ok. Không có, ổng cạo đầu, ổng ăn chay, nhưng mà coi ổng có sân không? Bắt đầu khó lên từ từ rồi đó, không có sân si không, gọi là lửa. Và sao nữa? Và ổng làm mọi việc, ổng làm mọi việc giúp chúng sinh có máu không? Máu lửa có nghĩa là sao? Tại vì khi mà thời kỳ 0.0 là mạnh ai nấy tu, còn thời kỳ 1.0 là người đó biết giúp người khác tu đấy, không biết giúp người khác tu đấy, thì mà biết giúp người khác tu vì biết giúp người ta tu, người ta sẽ xem lại con ông thầy đó có sân không, gọi là có lửa không ha, ông thầy có lửa trong tâm không, và có sự nhiệt huyết trong sự quần dương chánh pháp không ha. Rồi bắt đầu tới thời kỳ 3.0 là thời kỳ nước. Con tu mà tâm con như nước, bắt đầu ta soi, là ông thầy đó càng tu thì sao? Càng tu thì sao? Hạ quả hết sân người ta mới chấm, đúng không? 1.0 là lửa, 2.0 là nước, 3.0 là điện. Có nghĩa là sao? Đầu tiên là ông thầy đó 1.0 ha, là khi lại Phật hồi xưa, thời Đức Phật thôi, là khi lại Phật, khi tu tập là bắt đầu người ta xem ông thầy đó có sân si không, ông thầy đó có chữ lộng không, đúng không? Nâng cấp lên 2.0, ông thầy đó khi người ta chữ, ông thầy đó có hiền như bụt không, cho nên gọi là ta thấy hiền như bụt á, không? Rồi, và gọi là lúc đó là nâng cấp 2.0 là thời kỳ nước, và nước này là nước từ bi. Vì vậy cho nên lúc này là người ta bắt đầu người ta nâng cấp lên về sự tu tập á, là hình tướng về sự tu tập, và tâm của con có thiện chưa, có hết sân si chưa, và thêm một cái nữa, lòng con có biết thương người chưa. Đó là thời kỳ 2.0. Rồi thời kỳ 3.0 là thời kỳ điện tử nè. Thời kỳ điện tử thì sao? Thời kỳ điện tử, vị thầy đó có chịu kết nối người với người hay không? Lúc đó con không thể ở trong cốc con tu được nữa, mà lúc đó bắt đầu đi ra làm Phật sự. Và cũng vậy, Phật tử mà tu theo kiểu 3.0 có nghĩa là Phật tử đó phải biết kết nối người với người, chứ không thể ở nhà chồng gõ mõ, vợ gõ chuông, không phải. Mà bắt đầu xung quanh hàng xóm bà con của mình tu được cái gì, giúp cho mọi người tu cùng tu, gọi là kết nối, gọi là điện thoại. Bà tu phải không? Bữa nay đi tu tập với em nha, bữa nay em về chùa Hiên Hòa nè, rủ nhau bằng điện thoại ha. Là sao? Là bắt đầu sự tu tập của con có sự hú trong đó, là tu để hú các bạn đến tu, là thời kỳ tu 3.0. Rồi thời kỳ 4.0 là thời kỳ có điện, mà là điện sinh học. Gọi là sao? Bắt đầu 4.0 là bắt đầu con đã đạt chuẩn về vạn Phật đấy. Có nghĩa là sao? Khi con tu tập thì bắt đầu người ta không phải xem cái sự tu lại Phật kịch, hoặc là ăn chay cái kịch, hoặc là niệm chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không, mà phải biết trì chú, phải biết tụng kinh, phải biết tất cả các pháp môn đại thừa cũng biết, tiểu thừa cũng biết, 84.000 vạn pháp môn của Phật là phải biết hết. Và khi đó thì sao? Và bắt đầu điện sinh học á, thời kỳ 4.0 thì Phật tử hoặc một người tu còn phải biết sự tu tập đó có đúng chánh pháp hay không ha. Là bắt đầu ta nâng cấp từ từ, chứ không phải là thầy nhớ hồi xưa là được đĩa nào cũng xem. Bây giờ không phải đâu, đĩa nào đúng chánh pháp mới xem, đúng không? Phải không? Và sao nữa? Điện sinh học nè, là con tu pháp môn đó đem lại sự lợi ích gì trong cuộc sống con để thay đổi chuyển nghiệp, đúng không? Vì vậy cho nên tướng bốn răng trắng nhất mà lớn, từ đời Đức Phật đã đạt chuẩn 4.0 rồi, chứ không phải ngay bây giờ mới đạt đâu. Bởi vậy cho nên Phật có thần thông. Thần thông là gọi là điện sinh học đó. Hồi đó làm sao mình nói chuyện từ đời xưa, làm sao mình nói chuyện từ đây qua nước Mỹ được? Không có, chưa có điện thoại đâu được đâu, phải không? Đánh điện tín hay gì lâu xa lắm. Nhưng mà lúc đó mình đâu có biết đó là thần thông. Nhưng mà bây giờ là mình chỉ cần quẹt điện thoại cái là nói chuyện được. Thì hồi xưa là mình không đạt, nhưng bây giờ là đạt, gọi là thần thông đấy. Nhưng mà bây giờ bốn tướng bốn răng trắng nhất mà lớn, là có nghĩa là
Khi một người thường suy tỉnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, con sẽ đạt chuẩn được cái phần gọi là 4.0 về sự tu tập. Có nghĩa là sao? Kết nối được với chư Phật, kết nối được với hữu hình và vô hình, chứ không phải là tự nhiên tu không bình thường. Vì vậy cho nên tại sao thời buổi này mới có sự cầu siêu quan gia trái chủ, rồi mới có trai đàn chứng tế, đúng không? Hồi xưa là ta tu Nam Mô Đại Phật, Nam Mô Đại Phật không à, ta đâu có cần phải và không bao giờ biết được cái phần tâm linh đang ở kế bên mình. Nhưng bây giờ nâng cấp sự tu tập và người ta biết được tất cả hương linh nào đang ở xung quanh ta và kết nối được khi mà con lại Phật á. Bởi vì khi mà con đạt chuẩn được những cái mà nâng cấp lên giống như Huệ Phúc nói đó, thì con phải đạt chuẩn khi con lại Phật. Và khi con lại Phật thì tự nhiên Phật sẽ nhắc cho con được bất cứ điều gì con đang phạm phải, Phật sẽ nhắc cho con và nhắc một cách tuyệt vời để con được đại phước. Thầy nói thí dụ nha, hồi sáng chúng ta chỉ nghĩ là tắm Phật xong, lúc mọi người tắm Phật thì coi như tính cái đó là niệm 1.000 danh hiệu Phật. Nhưng mà tới chiều Phật nói không phải đâu con, bởi vì con niệm vậy là con đang phóng tâm. Phóng tâm thì đâu có đạt chuẩn, đúng không? Chiều Phật bắt niệm lại. Tại sao Huệ Phúc vẫn thích giảng sớm, đặng về sớm chứ, đúng không? Nhưng mà tại vì Phật bắt cũng phải niệm 1.000 biến bổn sư cho Phật tử người niệm tịnh tâm đàng hoàng, để cái thần cái chuỗi này nè, giá trị về kinh tế thì nó không bao nhiêu, nhưng mà giá trị về tinh thần nó rất là tuyệt vời. Và tập cho những vị nào hôm nay có được cái sự chuỗi này nè, giờ ta được có cái đà để ta niệm Phật. Và bảy quy luật hồi sáng quý còn nhớ không? Còn nhớ không? Quy luật 1 là gì? Hấp dẫn. Luật 2, luật tập trung. Luật 3, trách nhiệm. Luật 4, kiên trì. Luật 5, nhân quả. Luật 6, chấp nhận. Luật 7, kết nối. Đó là cái phần kết nối, nó nằm ở chỗ gọi là 4.0 đấy, sự tu tập nâng cấp hơn ha. Rồi vì vậy cho nên một người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì thứ nhất vị đó đạt chuẩn bốn cửa răng ha. Nhất, đạt chuẩn về sự nghiệp tiền tài. Bởi vì tất cả chư Phật, tại sao Phật đã nhập Niết Bàn trên 2.000 năm mà sự tu tập bây giờ vẫn còn? Đó là sự nghiệp tu tập của Ngài rất 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 đại phước đức. Vì rất đại phước đức như vậy, cho nên tất cả chư Phật nào khi nhập Niết Bàn rồi thì giáo lý của Ngài vẫn trụ ở ta bà. Và vị Phật này nối kết vị Phật tiếp theo, gọi là sự nghiệp. Sự nghiệp thì sẽ có đại phước đức. Còn nếu ở con ngoài đời gọi là sự nghiệp thì tiền tài, còn trong chùa là sự nghiệp là cộng với phước ha. Rồi tất cả chư Phật không phải bình thường là con không có sức khỏe thì con nghĩ không có sức khỏe thì coi như là đai. Không phải. Con đai rồi, kiếp sau con đầu thai lại, con cũng vẫn không có sức khỏe tiếp. Bởi vì con không biết tu là con không giải nghiệp được đâu. Hả, kiếp này con đã không khỏe mà con không tu, không chuyển nghiệp, đầu thai lại kiếp khác, con vẫn phải bị bệnh giống như kiếp này hoặc có thể tệ hơn, tùy theo. Dù khi kiếp này mình tăng trưởng cái phần sát sinh mà còn bệnh dữ nữa, thì chỉ bằng con đường lại Phật để con chỉnh đốn lại sức khỏe ha. Rồi về nhân duyên phước báo. Nhân duyên phước báo, tất cả chư Phật hoặc tất cả Phật tử bây giờ khi lại Phật, tự nhiên mình rất thích kết nối những điều tốt lành giúp cho mọi người. Mình giúp ai được một điều gì đó thì tự nhiên cái phước nhân duyên nhiều đời mình sẽ được gặp. Thầy nói thí dụ, khi một cái chú tiểu gì đó chỉ cứu một cái ổ kiến ở bên sông mà nó bị trôi á, chỉ có nhân duyên giúp một ổ kiến vậy thôi mà 500 đời sau cái ổ kiến nó thành người á, làng cá đó, nhờ nhân duyên đó mà ngài Mục Kiền Liên độ được cái đàn kiến đó, đó không, đàn kiến đó nó quanh lại làm cá làng chài đó, vâng vâng. Thì cũng vậy, trong cuộc đời này chỉ cần một lần con được lại vạn Phật,
một lần con lại được Phật, đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào con cũng được gặp chánh pháp của Phật để con lại tiếp ha. Cho dù mà vậy, quý vị biết không, khi mà mình lại Phật vậy nữa nè, quý vị phải biết rằng sự tu tập của quý vị giống như quý vị chăm sóc ruộng lúa vậy đó. Bởi tại sao? Cái nhân mà quý vị được tướng bốn răng trắng nhất mà lớn là biểu hiện một cái sự gọi là phước báo nhân gian. Phước báo nhân gian thì nằm trong là sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe, tình cảm, nhân duyên, rồi gia đạo hạnh phúc là phước báo nhân gian. Mà phước báo nhân gian thì con tưởng tượng con sự tu của con giống như con chăm sóc ruộng lúa. Con lại Phật, mỗi người là một cái ruộng nha. Con lại Phật là sự con đang tưới cây, tưới lúa. Con gieo mạ xuống mà con không tưới thì làm sao mà lúa lớn, đúng không? Thì con lại Phật là một biểu hiện để con đang tưới cái ruộng lúa của con. Ruộng lúa con gieo xuống mà con không tưới nước thì nước gì á, nó bị không có nước á, nó bị nước nẻ là lúa chết. Rồi tiếp tục, con lại Phật, con giữ giới là con đang lóng phèn, đúng không? Con giữ giới là con đang lóng phèn, bởi vì ruộng lúa của con mà con không lóng phèn, con không lọc phèn thì lúa nó cũng chết. Và không lọc phèn thì tự nhiên lúa chết thì con đâu có thu hoạch được đâu. Mà thu hoạch lúa triệu bông thì có nghĩa là phước con triệu nặng quả, đúng không? Rồi tiếp, rồi khi con lại Phật là con đang tưới nước ha, rồi con giữ giới là con đang lọc phèn, rồi con bố thí cúng dường là con đang bón phân hữu cơ cho cái ruộng lúa của con. Bởi vì con có bố thí cúng dường, tự nhiên phước cái lúa của con nó triệu quả. Cũng vậy, người bố thí cúng dường thì tự nhiên nó giàu về phước báo, đúng không? Thì mỗi người làm một cái ruộng phước cho mình, bố thí cúng dường. Rồi sự tu tập gọi là chọn giống, không phải lúa nào mình cũng trồng đâu, lúa nào tốt mình mới trồng chứ. Cho nên khi mình tu tập, tinh tấn tu tập là mình siêng năng chăm sóc. Và khi mình tu tập như vậy thì tự nhiên những điều mà tốt lành Phật luôn luôn hướng dẫn cho mình. Vì vậy mỗi vị là một ruộng lúa phước báo của mình. Cho nên bộ tướng bốn răng trắng nhất mà lớn, con quanh lại bắt đầu mình khó hiểu ha. Mình sẽ xem lại cái danh hiệu Phật. Thứ nhất, tinh tấn đức Phật. Trong cái danh hiệu mà trong 100 phước này nè, Nam mô tinh tấn đức Phật, Nam mô lực hộ Phật. Bởi vì cuộc đời này con không có lực tu thì con trải qua cuộc đời rất cực. Con không có lực thì cuộc đời con sẽ bị rất cực, đúng không? Lực về tài chánh thì con khỏi bị khổ về tài chánh. Lực tu con mênh mông thì con vượt qua những nghiệp của mình. Và cái ông thầy mà thống lĩnh thế giới này là ông thầy nghiệp đấy. Cho dù con là tổng thống Mỹ hay là gì nữa, nhưng mà nghiệp tới là ai cũng bị hết. Chứ không phải nghiệp đâu có sợ ai đâu, đúng không? Cho dù con đang ở đâu, nhưng mà nghiệp tới là ông thầy thống lĩnh tất cả cõi ta bà này là nghiệp đấy. Cho nên nghiệp mà con gieo nó tới là con không chạy được đâu, không chạy được đâu. Chỉ có con đường tu tập lại Phật để tan nghiệp ha. Vì vậy cho nên hôm nay về quý vị cảm thấy mỗi vị là một ruộng lúa của bản thân mình nha. Bởi vì con tưởng tượng đi, lúa mà được trúng mùa nặng trĩu là do sự tinh cần tưới nước, bón phân, lọc phèn, đúng không? Đó, vì vậy cho nên lại Phật là con đang tưới nước, lại Phật là đang tưới nước mà tưới nước sạch đấy nha. Và con khi con niệm Phật, niệm năm bất cứ gì Phật nào, nhất là niệm Phật Om Mani Padme Hum ha, hoặc con niệm tất cả danh hiệu Phật, tất cả thần chú Phật, nhưng mà vị nào mà niệm được mỗi ngày 1000 biến là luôn luôn có năng lực bất cứ danh Phật, hiệu Phật nào. Vì khi mà con niệm á, là con phải biết niệm tu là gì, là thanh lọc độc trong tâm của mình. Cho nên khi con niệm không phải con niệm để đếm số lượng nữa, bởi vì biết sao, lòng Phật giúp chúng sinh là lòng từ bi, còn chúng ta giúp chúng sinh là lòng từ thiện, đúng không? Từ thiện. Cho nên tại sao Phật đứng trên hoa sen? Bởi vì Phật giúp chúng sinh là khởi bằng lòng từ bi mà giúp.
Phật giúp là giúp chứ không cần cầu phước để giúp. Vì vậy cho nên thoát khỏi sự tam giới. Còn chúng sinh làm phước là giúp chúng sinh với tấm lòng từ thiện. Có nghĩa là sao? Tôi làm từ thiện để tôi hết xui, tôi làm từ thiện để tôi được phước, và còn tính toán về phước báo. Vì vậy cho nên phước của con sanh lòng vòng trong cõi trời, cõi người, thiên nhân. Mà nếu làm ác nữa thì xuống địa ngục nữa. Còn nếu mà cõi người mà con làm phước chút chút, mà con làm thiện ít mà con làm ác nhiều, thì nó thành người mà người nghèo, đúng không? Vì vậy cho nên bốn cái cửa mà từ bi hỷ xả của một người tu tập, một vị Phật thì từ bi hỷ xả là tuyệt vời rồi. Nhưng người nào mà cảm thấy mình chưa hiền, mình lại Phật, tự nhiên từ từ hiền. Rồi mình chưa biết thương ai, bởi vì khi mà mình biết thương người nào đó là trái tim mình luôn luôn hạnh phúc nhá quý vị. Thiệt luôn á, vì có biết không? Tại vì nè, mỗi lần mà Huệ Phúc mà đi đâu á, lúc mà còn sư bà, mua được bất cứ mà đi nước nào hoặc đi đâu ha, mua được một cái món quà đặc biệt ở nơi đó như đặc sản, mà đồ chay ha, bất cứ đồ gì, mà mua được một món đồ đó về dâng cho sư bà là mình cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì mình có lòng thương, lòng từ bi đó, lòng thương á, lòng bi á, là có nghĩa là thương á. Bây giờ có đồ ngon, còn sư bà đâu mua, và cảm thấy sao, giờ đâu cần thiết mua, đúng không? Ví dụ vậy, tại vì sư bà đâu có đồ mua. Vì đó là cái mà mình không còn hạnh phúc đấy. Cũng vậy, cho nên bây giờ quý vị có cha mẹ là phải thương cha mẹ. Hoặc người nào gia đình mình đang ở cạnh những người trong gia đình mình á, mình biết thương nhau, đó là một điều hạnh phúc, tâm bi mình phát triển đấy. Và vì vậy cho nên bây giờ sư bà mình mất, không còn tình mẹ để thương, thì quanh qua thương các mẹ nè, các cha nè, cũng là một điều hạnh phúc, đúng không? Cho nên thương, quay lại thương tất cả Phật tử, cũng đó là một điều hạnh phúc. Hôm bữa corona quỳ nghỉ nhà hết, buồn dễ sợ, đúng không? Cho nên có quý Phật tử đến tu là một điều hạnh phúc, biết thương. Tháng này thì tại vì tấm Phật thầy cháu quỳ ăn cơm hộp ha, để tháng sau coi tình hình sao, nếu được thầy rất mong là được đãi quý vị ăn cơm bàn đàng hoàng. Bởi vì ngày khóa tu Bát Quan Trai là những vị Phật tương lai, và bây giờ tất cả Phật tử là tất cả trong đời quý vị của Phật, của Huệ Phúc đấy, không? Cho nên mỗi ngày Bát Quan Trai mà chỉ cần thấy quý vị ăn ngon, thầy ơi bữa nay thầy cho ăn ngon quá, nghe vui. Thầy ơi bữa nay tu tốt quá, con tu giờ con thấy an lạc quá, nghe vui. Rồi dòm xuống sân thấy quá trời xe Phật tử đến tu, vui. Chứ không phải là tới quá trời đông là nghĩ là cúng dường nhiều, không có đâu. Chỉ cần quý vị đến tu là cảm thấy vui. Và quý vị ăn mà quý vị nghe ngon là thầy vui ha. Bởi vì lòng từ bi, lòng bi mình có là tự nhiên là điều hạnh phúc, hỷ là an lạc nha. Rồi lực hộ Phật, mình tu phải có lực thì đời mình mới đỡ cực, hiểu không? Tu có lực thì đời con đỡ cực, mà tu con không có lực đời con rất cực. Nhớ điều đó, về ghi cái câu đó. Lực là gì? Lực là gì? Là con tu con không có ngán, con lại Phật con càng ghiền, 4 giờ con thấy chưa đủ, nghe tiếp, ví dụ đại khái. Hoặc là mỗi lần con bác quan trai lực nha, thí dụ như bữa nay mình cũng ham ăn, thấy bánh kem khoái, nếu con không có lực tu bên mông thì sao? Bánh kem là xài vô quên luôn bữa nay thọ bác. Nhưng mà do con có lực tu, thắng ăn liền, muốn ăn lắm, nhưng mà bữa nay ăn phạm giới hoặc ăn phải xả giới, uổng, khỏi ăn. Đó là lực. Mà bởi vì nếu con không có lực thì con rất cực. Cuộc đời cũng vậy, nếu con không có lực tạo ra tài chánh thì con cũng rất cực. Mà con tu không có lực thì quan gia trái chủ kéo, thấy không? Rồi tiếp, hoan hỷ Phật mọi điều ha. Phật nói con cứ gieo cái nhân hoan hỷ mọi việc thì tự nhiên con sẽ được 4 răng trắng lớn và sáng đấy. Rồi đức thắng sư tử tràng, thắng pháp hoan hỷ vương thượng thủ, ái tác công đức trí, hương tượng thiện quan văn minh, thiện tư duy, thiện thức vô cấu, nguyệt thượng đại xưng ma ni bảo. Ma ni bảo là gì biết không? Ma ni bảo Phật là lòng con niệm Phật, con thanh lọc độc trong tâm, gọi là ma ni đấy. Lòng con bớt độc cỡ nào thì cái viên ngọc ma ni tu tập của con nó sẽ trong sáng,
và lòng con bớt độc. Giống như thầy nói sáng á, tất cả các độc ở thế gian độc nào giải cũng được, chỉ có độc địa đen tối là giải khó giải, đúng không? Cho nên ma ni bảo là báo thân của chúng ta là bảo đấy. Bởi vì chúng ta không có phước là không đầu thai được làm người đâu. Và đầu thai được làm người là một cái báo thân tuyệt vời. Mà báo thân này, mà báo thân ma ni bảo có nghĩa là mỗi lần con niệm Phật là thầy chỉ cho quý vị không thể nào quý vị ngồi niệm, ngồi thiền định, quý vị ngồi thiền mà không định thì nó thành thiền đăng. Vì vậy cho nên biết thiền đăng không? Rồi, khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, không suy nghĩ nha. Bởi như vậy, thanh lọc Phật trong tâm, chúng ta sẽ được thân ma ni bảo. Mà thân ma ni là thân vô vô trùng nha. Thí dụ thầy kể cho quý vị nghe cái câu chuyện. Có một vị kia đem đến một cái viên sủi bọt vitamin gì đó và nói là thầy uống cái viên này đi là coi như là nước mà cỡ nào, mà vi trùng cỡ nào, nước nào đen cỡ nào nó cũng thanh lọc là được. Cái thầy bắt đầu thầy mới múc một ly nước mà nước phèn đang vàng vàng và một cái ly không, hai cái ly nước đều phèn hết. Cái ông đó ông bỏ cái viên nước đó vô thì tự nhiên cái nước đang phèn nó trở thành trong veo, thì đố tụi con cái nước đó ổng đang lọc cái gì? Lọc cái gì? Lọc màu chứ lọc vi trùng gì? Đúng không? Đúng không? Có nhận không? Thì cũng vậy, khi con niệm Phật, thấy con vậy nè, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Đầu chiều nay hốt hội, đầu chút về kêu chồng chở đi chơi. Hoặc chút về bữa nay bác quan trai ha, biển một bên nó đi xì tùm lum la thì sao? Lúc đó đó con sao? Đâu có hành lọc độc trong tâm, mà con đang là hình tướng niệm Phật thôi. Cũng giống như hai cái ly nước màu, một cái con bỏ viên sủi bọt vô, nó từ vàng nó thành nước thành trắng. Thì cái nước trắng đó không phải là nước vô trùng, con chỉ lọc màu thôi. Cũng vậy, khi con niệm Phật mà tâm con nghĩ tán lạng vọng tưởng thì sẽ không được cái hàm răng gì trắng sạch gì đó mà lớn, hiểu không? Vì vậy cho nên con tu là con phải thanh lọc luộc. Mà thanh lọc là con khi con niệm Phật không suy nghĩ gì cả. Khi con lại Phật, tại sao thầy cho quý vị lại nhanh? Lại nhanh để con không kịp suy nghĩ. Và khi con lại nhanh có nghĩa là con là người lại chuyên nghiệp, chuyên nghiệp khác và là chuyên gia khác, đúng không? Chuyên gia lại Phật là khác, mà chuyên nghiệp lại Phật là khác. Chuyên gia lại Phật là sao? Chuyên gia, gia là nhà, gia là người, người lại Phật, lại cho có lại. Còn chuyên nghiệp là con lại khi mà con chỉ cần suy nghĩ tầm bậy thôi, độc dấp liền. Thí dụ hồi sáng mà thầy chỉ cần lại Phật mà thầy suy nghĩ không biết ở dưới nó bưng cơm tới chưa là độc dấp liền. Khi mà con thanh lọc được tâm của con, độc hết rồi, ma ni bảo xuất hiện. Khi ma ni bảo xuất hiện thì con sẽ được gặp chánh pháp ha. Vì vậy khi mà lòng con thật sự tuyệt vời, không lợn cợn về cái ác trong mình á, ác con giảm tới đâu thì con sẽ nhìn được tâm người đối diện tới đó. Tại sao có nhiều người không cần nhìn con hiện tại, nhưng chỉ cần con làm sau lưng là ta biết liền? Bởi vì đó là phước lại Phật. Phước lại Phật, phước niệm Phật, có sự thanh lọc tâm, tâm con trong sáng mới nhìn được người khác được. Còn tâm con không trong sáng khó nhìn nha. Rồi, Thắng Vương Phật, Sư Tử Bộ, Thọ Vương Phật, Quang Minh Thắng Phật, Tích Trí Tuệ Phật. Đó, tất cả con làm mọi việc phải bằng nhân quả, đúng không? Hồi nãy giờ thầy nói đó, sự nghiệp, sức khỏe, giao tế, gia đình, tất cả là điều xảy ra với nhân quả con ở quá khứ. Cho nên mọi việc làm chúng ta là người chịu trách nhiệm cho bản thân chúng ta, đúng không? Thì chúng ta phải có trí tuệ. Để chúng ta có trí tuệ và trí tuệ nha, trí tuệ tuyệt vời thì chúng ta sẽ soi được nhân quả. Vì vậy mỗi lần con lại Phật, con nguyện với Phật giúp cho con biết rõ về nhân quả, để những cái lỗi nào con từng phạm mà con quên, Phật nhắc cho con. Hoặc lỗi nào con sắp sửa làm mà con không biết đó là lỗi, Phật sẽ chỉ cho con. Tuyệt vời không? Rất tuyệt vời ha.
Rồi. Tại vì khi mà mình lại mình không có hiểu á, mình sẽ dòm thế này để mình hiểu. Rồi, cái nữa. Cam lồ tuệ Phật, thiện kiến Phật, trí quang minh Phật. Cam lồ tuệ Phật là gì? Mỗi lần con lại Phật, con muốn bây giờ mình là cái mình ngó mặt trăng, mình chưa có hành chánh quả, mình ngó thì mình phải nhờ cái tay, ngón tay chỉ mặt trăng là phương tiện. Thì bây giờ mình chưa có tu hành thành Phật, lòng mình còn lợn cợn, thì mình phải dùng nước cam lồ của Phật để soi sáng trí tuệ của mình. Bởi vậy khi con tụng kinh hay niệm Phật luôn luôn phải cúng nước. Để chi? Để nhờ cái phương tiện này của chư Phật giúp soi sáng cho con, để con được cam lồ tuệ Phật. Cam lồ là nước này, gọi là nước bình thường, là nước suối bình thường. Khi con lại Phật, con cúng nước, nhất là tụng kinh hay trì chú, bất cứ điều gì con phải cúng nước nha. Đó là biểu hiện tại sao răng mà sáng trắng nhất, răng trắng sáng nhất là con phải dùng tới nước. Răng của con không có dùng tới nước thì đâu có đâu sáng được, súc miệng cũng phải cần nước vậy, đúng không? Vì vậy cho nên để cam lồ tuệ Phật là khi con lại Phật cúng nước này, nhờ thần dược của Phật, chai nước này trở thành nước cam lồ để giúp cho con soi sáng con, để con có tuệ của Phật soi sáng, để con làm điều, con tránh nhân quả. Và nước cam lồ này, cam lồ là gì? Bình của Đức Quan Âm, cầm tịnh bình, nước cam lồ. Nước cam lồ là một loại nước luôn luôn bằng tâm thanh tịnh của chư Phật giúp mình uống vào, tâm mình xấu ác trở thành hiền, gọi là từ. Con lại Phật càng nhiều thì tâm con càng từ ha. Vì vậy, rồi tiếp nữa, hoặc con bệnh hoạn, nước của Phật giúp cho con giải nghiệp bớt bệnh, gọi là nước cam lồ. Nước bình thường con uống không có sao, không có hết bệnh, mà nước của Phật uống là gọi là thần dược, gọi là cam lồ ha. Rồi những chúng sinh Đức Quan Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ xuống. Nước cam lồ là nước giúp cho mọi chúng sinh hết khổ, gọi là nước cam lồ. Vì vậy lại Phật để con được sự chuyển nghiệp là phải nhờ sự lại Phật mà trở thành nước cam lồ tuyệt vời. Thứ nhất, mình nhìn mặt trăng. Nếu mình chưa thấy mặt trăng, phải mượn cái tay chỉ mặt trăng, nhìn cái tay thấy cái mặt trăng. Rồi, nước của Phật, nếu mình lòng của mình còn quá trời quan gia trái chủ, nhờ uống nước Phật bớt bệnh, gọi là nước này giúp cho, nước cam lồ giúp cho con bớt bệnh. Rồi, nhìn mặt mình thấy ghét, con tụng kinh cúng nước Phật, dùng nước này của Phật con rửa mặt để mặt con hiền hơn, ta nhìn ta không cảm thấy ghét nữa mà thấy thương, không có duyên mà cũng dễ thương, vậy khá vậy vân vân, gọi là cam lồ tuệ Phật. Mà nước cam lồ tuệ là mỗi lần con tụng kinh thì con phải chánh niệm mới ra nước cam lồ tuệ nhé. Rồi, thiện kiến, trí quan. Thiện kiến là mọi việc con nhìn phải lành, nó sanh từ ha. Rồi, bảo tràng Phật ba đầu ma na la diên lạc thuyết. Lạc thuyết là nói, thuyết là nói, lạc là vui, nói mọi điều mà người ta vui gọi là lạc thuyết. Vì vậy cho nên bốn răng trắng sáng sạch lớn nhất là mỗi lần nụ cười con cười ra ai cũng thích. Vì tại sao thích? Vì miệng của con là miệng giống miệng của Phật, bằng cách khi con nói là ra con giữ giới. Nói có bốn loại: đẹp mà nói vô duyên, không duyệt, đúng không? Đẹp mà nói chuyện có duyên, duyệt. Đẹp mà nói chuyện móc họng, không duyệt, có không? Đẹp mà nói chuyện móc họng, có. Nói nhẹ mà móc họng, không duyệt. Tại vì lạc thuyết Phật là sao? Lời nói là đem sự dịu dàng, rồi vừa đẹp mà vừa nói chuyện có duyên nữa, thì đó là rất tuyệt vời. Nói nhẹ mà có duyên nữa là do lòng con lại Phật á, tự nhiên chuyển cái âm ha. Rồi sao nữa? Lạc thuyết và trí tác công đức Phật, cúng dường Phật ha. Phật lúc nào cũng kêu mình phải bố thí cúng dường, bởi vì con muốn giàu là con phải cúng dường thôi. Gieo nhân gì là ra nhân đó, gieo nhân tiền là sẽ có tiền, đúng không? Gieo nhân phước báo là sẽ có phước báo. À, tháng này là bắt đầu vô mùa hạ rồi đó, là Huệ Phúc và tất cả quý vị trong đạo tràng chúng ta cùng với Huệ Phúc nuôi tăng ni an cư kiết hạ tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh
3 tháng ăn cư kiết hạ các kỳ Bồ Tát nhé. Tùy tâm quý vị, thầy cứ rủ quý vị cứ tùy tâm thôi, chứ không phải là bắt buộc đâu. Nhưng đó là gieo cái duyên đời đời kiếp kiếp quý vị được giàu sang. Bởi vì bốn cái răng cửa trắng sáng là quý vị làm một cách chân thành, làm một cách thật lòng, và làm một cách sao nữa? Ba la mật ha. Và đó làm chúng ta được cái răng trắng sáng lớn nhất. Và cái đó còn biểu hiện sự ăn uống và sự giàu sang quý vị đó. Rồi, Bảo Tát Hoa Thiên Thiện Tư Duy Nghĩa Pháp Thượng Tự Tại Xưng Tuệ Ý Xưng Kim Cang Tràng. Kim Cang Tràng là gì? Khi con lại Phật, lòng của con thiện tâm tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, mà ngày 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 cũng thiện tâm tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, nó trở thành tràng. Tại sao tràng hạt? Bởi vì nó thành một cái chuỗi gọi là tràng. Còn Kim Cang Tràng là ngày nào con cũng kiên tâm, kiên trì tu tập, kiên trì lại Phật, thì con được cái phước răng trắng sáng. Phải nói quay lực á, khi làm điều gì để được cái phước của bốn răng trắng sáng mà lớn đấy. Rồi, Kim Cang Tràng là mỗi kim cang là kim cương, là thiện tâm tăng trưởng, đạo tâm kiên cố và kiên trì lại Phật. Kiên trì lại Phật lại chừng nào mà tăng phước con mới chịu. Con lại năm sáu bữa con nói, ủa sao giờ chưa thấy tăng phước, cái con nghĩ làm sao có phước mà tăng trưởng. Cho nên Phật nói con cứ kiên trì lại, tự nhiên những cái phước báo nhân gian con sẽ có. Và nếu mà tu tập thì con sẽ phát triển được từ bi hỷ xả ha. Rồi tiếp, ly ám. Ly ám lại Phật hết ngu. Ám là ám độn, không? Cái gì sáng, cái gì mà dương là sáng, mà cái gì u tối là ám ha. Mà lại Phật thì khi con đi đường, tại sao có nhiều người đi đường thấy tùm lum? Bởi vì các quan gia trái chủ nó kéo. Hôm bữa có cái chị gì chị có nói, ủa sao con đang đi đường cái tự nhiên con thấy một vùng đen thùi lùi, con tạt vô cái con ở cạnh chiếc xe hàng, nhưng mà hên có niệm Ôn Đi Bác Quan Âm không có sao. Ly ám có nghĩa là khi con lại Phật thì tự nhiên lòng của con thiện tới đâu thì tan quan gia trái chủ tới đó, nên gọi là ly ám. Vì con được ly ám mà răng con trắng nhất, trắng là sạch đó ha. Rồi tiếp tục nữa, phóng tấn la hầu thiên. La hầu là bữa mình học rồi ha. Di lưu tràng chúng thượng thủ, chúng thượng thủ giới tạng bảo tạng thượng tu tinh tú đại giác vô thượng tam giới tôn công đức xưng ma hương nhật nguyệt quang minh sư tử tràng tỳ la bà vương bất khả xưng tràng quang minh vô thí dụ xưng ly úy ứng thiên đại nhiên đăng đa thế gian diệu hương trụ trì công đức. Trụ trì công đức là tất cả chư Phật, ai thành Phật ít nhất người đó bất cứ một kiếp nào cũng phải có một kiếp, ít nhất một kiếp làm trụ trì thì mới đạt chuẩn, tu lên nữa mới thành Phật. Bởi tại sao? Trụ trì phải tu 10 kiếp tỳ kheo. Cho nên tại sao thầy nói quý vị lên vô chùa, vì đừng có kêu mấy sư mấy quý vị trụ trì bằng chú bằng cô là quý vị mang tội đấy. Bởi vì các vị trụ trì không thể nói thầy đâu nha, thầy chỉ quý vị được không bị tổn phước á. Các vị trụ trì là người ta làm trụ trì là người đó đã tu 10 kiếp rồi, 10 kiếp làm tỳ kheo mà tu chân chính mới được trụ trì, chứ không phải tự nhiên là trụ trì đâu. Cho nên trụ trì là rất quý đấy nha quý vị. Và người nào mà muốn tu lên nữa và đạt chuẩn lên nữa thì phải trải qua con đường làm trụ trì, mà trụ trì phải mở được khóa tu thì mới có phước, hiểu không? Vì vậy cho nên là quý vị thấy các trụ trì mà người ta chưa khóa tu nhưng mà người ta trụ trì là người ta đã ít nhất cũng có dẫn kinh cho Phật tử tụng, hiểu không? Cho nên trụ trì công đức Phật có nghĩa là Phật nói luôn, con muốn được bốn cái phước này thì tất cả chư Phật trên đường làm thành Phật phải có một kiếp nào đó, có khi nhiều kiếp liên tục chứ không phải một kiếp đâu, nhưng mà đạt chuẩn ít nhất phải là được một kiếp làm trụ trì. Vì vậy khi con thấy Phật không, tịnh xá thì có phải Phật đang làm trụ trì của tịnh xá đó không? Đức Phật á, tăng đoàn Đức Phật dẫn một hơi là mấy trăm ngàn mấy ngàn đệ tử đó, là cũng là trụ trì đấy, đúng không? Rồi cho nên khi vị đeo vô chùa hả, thầy trụ trì cứ con kêu bằng thầy hết là chắc ăn, không có bị sai. Cứ nếu con kêu bằng chú hoặc bằng cô, thấy người ta là sư cô, có kêu sư cô cái là con cũng sai đó. Bởi vì sư cô là sao, tu mới có vô chỉ cần 10 năm con họ
hai năm con họ năm năm con thợ sa di, hai năm con họ sức so là con được chứ sư cô à. Cho nên con kêu chứ sư cô là con đang hạ bệ người ta đó, hiểu không? Cứ thầy thôi là con không có bị tổn phước vậy á. Rồi đó là hồi đó nha, chư Phật nhắc thầy phải chỉ cho quý vị kêu bằng thầy Phúc đó. Chứ hồi đó quý vị toàn kêu cô Phúc không, đúng không? Mà vị nào lâu lâu kêu cô Phúc là biết được đó, không có đi chùa, lâu quá chưa đi chùa, không nghe được bài pháp đó. Mà không phải quý vị kêu bằng thầy Phúc cái tự nhiên cái thầy mọc hiêm cánh, không có đâu. Đó là cách để xưng hô. Thì khi quý vị kêu bằng thầy Phúc cái là không dám làm bậy, bởi nó kêu mình thầy mà. Hoặc là muốn ăn dụng hay gì là đâu dám. Ví dụ muốn ăn bánh kem nghe kêu thầy Phúc dám ăn không? Ăn mang tội, bởi vì thầy sao phá giới dám, đúng không? Thầy quan trọng lắm á. Cho nên là quý vị là, và khi mà con được một lần con lại Phật tu tập, là con muốn tu tập nhờ con biết lại Phật, kiếp nào đó vẫn được làm trụ trì ha. Rồi trụ trì cam lồ Phật là gì? Khi con làm trụ trì thì cái nước con cúng Phật, con cho được Phật tử, và nước đó nhờ năng lực, nhờ năng lực mà sao gia trì, giúp cho người ta uống nước đó người ta được Phật gia hộ. Vì vậy cho nên chư Phật á, tại sao chúng ta nước cúng Phật? Bởi vì tất cả chư Phật phải có năng lực về cam lồ nước. Vậy vậy cho nên khi mà cúng Phật, mà con cúng ở nhà luôn ha, con cúng Phật nước ở nhà con, mà con để ý thấy nước con cúng Phật ở nhà con mà con uống, con cảm thấy có một điều đó linh nghiệm là con biết ở nhà con có Phật ngự ha. Hoặc con đi tu tập, con đem nước về, nhất là các khóa tu của mình là có lại Phật, con nên xin nước về uống. Ít nhất cũng được rửa mặt hoặc nấu gạo ăn á, để con được giải nghiệp nhiều thứ lắm á nha. Rồi, sơn tích cao tràng phát tư duy nghĩa vân vân, bảo tụ để thầy nói về quái lực á. Rồi, phổ thị công đức tạng, phổ khai liên hoa thân vân vân. Tóm lại một điều, hôm nay quý vị đến đây tu tập bát quan trai nhờ công đức tu tập và lại Phật 100 vị Phật này, quý vị phải được phước tướng nhân duyên về tướng bốn răng trắng nhất mà lớn. Xin chúc mừng quý vị. Và tóm lại một điều, thứ nhất, bốn răng trắng mà lớn là gì? Một, về sự nghiệp có. Người có bốn răng trắng sáng nhất và lớn, thứ nhất sự nghiệp có, thứ hai sức khỏe tuyệt vời, thứ ba về giao tế tình cảm tuyệt vời, nhân duyên, thứ tư gia đạo hạnh phúc. Bốn cái đó là phước báo nhân gian, nếu con không đạt chuẩn con cứ lại Phật. Thứ hai nữa, còn biểu hiện để được bốn cái để được bốn răng trắng sáng đó là con phải phát triển được lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Vì vậy cho nên để được bốn răng trắng sáng đó con lại Phật để tăng trưởng lòng từ, tăng trưởng lòng bi, tăng trưởng lòng hỷ và tăng trưởng lòng xả. Thứ ba thầy nhắc lại, thầy zoom lại cho quý vị. Rồi, mỗi vị là một ruộng phước báo ha, để mình chăm sóc. Lại Phật là tưới nước, giữ giới là lọc phèn, bố thí cúng dường là bón phân hữu cơ, để tập trung để mình được một cái hoa trái tuyệt vời về phước báo. Rồi, vâng vâng, nhiều thứ. Một lần nữa, thầy chúc mừng quý vị hôm nay đã trở về đây tu tập. Và hôm nay quý vị học được điều gì? Học được điều gì trong này? Một, bảy bước chân của Phật biểu hiện bảy luật ha. Quy luật thì thầy không nhắc nữa. Thứ hai, muốn làm bất cứ điều gì bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả phải lại Phật. Khi con tận cùng của phước báo, hết phước, mất hết tất cả, phải lại Phật. Đó là con đường để giúp cho con tụ phước rất nhanh. Rồi, vân vân. Rồi, chúc quý vị sẽ có một sự phước báo an lành. Và cái sư chuỗi này hôm nay á, quý vị về á, quý vị, mỗi Phật bổn sư là biểu hiện của sự tu tập. Quý vị mỗi lần quý vị giải đãi tu tập, quý vị cứ lấy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giúp cho con tu tập. Phật bổn sư thì chỉ xin sự tu tập, Phật siêu lý thì mới xin phước báo nha. Siêu lý là hiện thân của Phật bổn sư, nhưng mà Phật bổn sư là khi mà con tu, con giải đãi, con cứ niệm Phật bổn sư thế là con tu được. Hoặc tới tháng tu bát quan trai mà còn 3 ngày nữa tu bát quan trai, mà nay con có công việc quá trời, ví dụ đại khái gì, con niệm Phật bổn sư, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giúp cho con kỳ này con được đi tu bát quan trai, tự nhiên ngài gia hộ cho con ha. Vậy thí dụ như thầy không có thể xin Quan Âm gì đâu, thầy chỉ cần xin Quan Âm giúp cho con mỗi ngày con tụng được 300 biết chú Đại Bi, chỉ xin vậy thôi.
thế là Quan Âm cho, mà con tụng được chú Đại Bi thì tự nhiên có tất cả. Cũng như con xin sự tu tập thì con sẽ có được tất cả. Đại khái vậy, con xin được con đến tu tập, con xin được con lại Phật, con xin được thắng duyên tu tập, con có tất cả. Đâu quý vị nghe ra xem, hãy coi xem quý vị nào có được bốn cái răng trắng sáng lớn không? Rồi, quý vị, đó là cái phước tuyệt vời nha quý vị. Rồi, chúc mừng quý vị ha.